Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của LTG, mình là Giang Kim. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cảm nhận của bộ phim Thần Ấn Vương Tọa của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập kỵ sĩ Thánh Điện, kỳ tích quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn. Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện, hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục. Nhân vật trong phim Thần Ấn Vương Tọa, nam chính của chúng ta là Long Hạo Thần, được khắc họa như là một anh hùng trong sử thi phương Tây, có đầy đủ phẩm chất trời sinh của một chiến binh, khiêm tốn thành thực, thương xót, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, cố chấp nhân ái và chính nghĩa, luôn một lòng bảo vệ tổ quốc, lòng trung thành luôn luôn hướng về thần ánh sáng, không thể nào lay chuyển. Người đàn ông một lòng trung thủy với người con gái của mình, chăm sóc bảo vệ và tôn trọng cô ấy, với đồng đội là người bạn chân thành, một người chiến hữu đáng tin cậy với bạn bè, là phẩm chất của người lãnh đạo dẫn dắt nhân loại đứng lên mạnh mẽ chống ma tộc, tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai. Nữ chính là Thả Nhi, Luân Hồi Thánh Nữ. Cả hai nhân vật có duyên gặp nhau từ nhỏ, về sau họ kết thành đồng đội, cùng nhau chiến đấu, tình cảm hai bên khăng khít không thể tách rời. Nội dung của bộ phim Thần Ấn Vương Tọa nói về mối hận thù ngàn năm giữa ma tộc và nhân loại, mà đại diện cho hai thế lực đó là 72 trụ ma thần của ma tộc và Liên Minh Thánh Điện của nhân loại. Long Hạo Thần cùng những đồng đội mạnh mẽ và đáng tin cậy, nhưng tính cách thì không được nghiêm túc cho lắm. Nói chung tạo được không khí vui vẻ trong phim, cùng nhau tu luyện nâng cao thực lực cảnh giới không thua gì sức mạnh tổng hợp của một tòa thánh điện, cuối cùng đánh bại được 72 chúa ma thần, ma tộc bị diệt. Nội dung chính của phim, vào thời khắc mà ma tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự hủy diệt, thì lục đại thánh điện quật khởi, mang theo hy vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên tên là Long Hạo Thần, vì mẫu thân của mình mà gia nhập kỵ sĩ Thánh Điện, tại thời giới hỗn loạn, nơi mà ma tộc và nhân loại không ngừng đấu đá lẫn nhau, mà đại diện cho hai lực lượng đối kháng đó là 72 trụ ma thần và Liên Minh Thánh Điện. Long Hạo Thần cùng với những đồng đội của mình gồm Thánh Thải Nhi, Lâm Hâm, Tử Mã Tiêm, Vương Nguyên Nguyên, Trâm Anh Nhi và Hàn Vũ trải qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn sinh tử, để từ đó từng bước nâng cao thực lực của bản thân, trở thành một đoàn đội mạnh nhất mang tên Quang Chi Thần Hy, dẫn dắt nhân loại đấu tranh với ma tộc. Trong quá trình tìm đường giải cứu nhân loại và đỉnh cao của sự tu luyện, Long Hạo Thần đã tìm ra và giải đáp rất nhiều bí ẩn của Thánh Ma Đại Lục, đồng thời thân thế thật sự của Long Hạo Thần cũng từ từ hé lộ, cuối cùng nhân loại cũng hủy diệt được toàn bộ 72 trụ ma thần. Căn cơ ma tộc triệt để bị diệt tuyệt, hắc ám bị tiêu trừ, cảnh giới tu luyện danh xưng kỵ sĩ từ thấp đến cao, tương ứng có nhất giai đến cửu giai. Đầu tiên chính là kỵ sĩ tùy tùng, tiếp đó là chuẩn kỵ sĩ, và kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, đại địa kỵ sĩ, huy hiệu kỵ sĩ, thánh điện kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ và thần ấn kỵ sĩ. Phẩm chất mà một kỵ sĩ cần có chính là khiêm tốn, thật thà, thương cảm, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, kiên định, nhân ái và chính nghĩa. Chúng tớ cảm nhận bộ Thần Ấn Vương Tọa khá giống với Đấu La Đại Lục, nhưng theo tác giả thì Thần Ấn Vương Tọa là kết tinh của những gì tinh túy nhất trong các truyện mà Đường Gia Tam Thiếu đã viết trước đó. Video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tớ nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.